Song Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì hôm nay là ngày thứ hai của tại Hà Giang và đoàn hôm nay sẽ vào làng để mà chia sẻ và quay cho mọi người xem. Và hôm nay là cũng là ngày mà chuẩn bị là mấy đoàn là sẽ đi di chuyển. Và sau đó thì mình trước khi đi thì mình phải ăn sáng cả nhà ơi. Thì bây giờ mình đi coi thì coi có món gì mới để ăn không. Hôm qua thì ăn phở bắt đá ở đây rồi. Thì bây giờ thì mình đi vòng vòng coi có chỗ nào bán cái món nào lạ lạ nữa không. Tại vì khu vực này cũng thấy không có nhiều quán ăn á. Và bên đường đều có là hai hàng cây. Một hàng cây là bằng lăng xen kẽ với hoa phượng. Nghe nói là hoa phượng là ở Hải Phòng rất là đẹp nha, mà đang có món gỏi gà hoa phượng đó, đang rất là hot trend mà cũng chưa có từng thử nữa. Hy vọng là có một dịp nào đó thì cũng có thể thử một cái món là gỏi gà hoa phượng hot trend như mọi người đã chia sẻ, không biết là có ngon không nữa. Thường thì ở trung tâm thì sẽ có rất là nhiều món ăn, nhưng mà mấy anh em ở ngoài phía ngoài bên rìa bên đây thì chỉ có một cái quán duy nhất là ở ngay chân ở nơi của mình ở luôn. Ý hình như là Song Thủy thấy là hình như có bánh cuốn với bún chả hay sao á. Để mình đi vô trong đó mình coi có cái món nào để mình ăn không. Bây giờ mời cả nhà đi cùng với Song Thủy nha. Đây là bánh cuốn và bún chả. Con chào cô chú nha. Cô đang làm bánh cuốn. Ủa, bánh cuốn ở đây là cô ai làm, ai đặt mới làm hay là có làm sẵn không cô? Cũng có làm sẵn. Đặt mới làm hả cô hả? Nó mới nóng đúng không? Con xin gắn cái mic cho cô cách nha. Cả nhà ơi thì sáng là đó, sáng là sẽ ăn bánh cuốn nha. Ăn bánh cuốn. Bánh cuốn. Cô là người ở đây luôn hả? Cô là người Hà Giang luôn hả? Cô là người ở đây luôn. Cái này là nhân mộc nhĩ. Nấm mộc nhĩ. Xong rồi cuốn lại. Xong rồi cuốn lại. Cô bán mà một phần bánh cuốn là bao nhiêu tiền vậy cô? 2.000 một miếng này. 2.000. Là mình bán lẻ món không một bánh cuốn hả? Ai ăn bao nhiêu bán bấy nhiêu. Bánh cuốn này thì giống như một cái loại bánh ướt vậy đó, mà rất là mỏng nha cả nhà. Mà đặc biệt là phải có sự khéo tay. Rất là mỏng luôn á. Nhưng mà cô sử dụng là bằng cái đồ này là cái gì cô, gọi là cái gì cô, cái này nè. Cái này là cái đồ múc á, bột gạo. Bột gạo tẻ. Đây thì cô là sử dụng bột gạo tẻ. Cô xay ra là xay gạo ra. Tẻ cô xay ra đúng không? Gạo tẻ thì phải gạo bào thai. Bào thai. Gạo bào thai thì mới ngon mới dẻo. Còn gạo khác thì lại cứng, nó không mềm, không dẻo. Thì cho con một dĩa bánh bánh này, bánh cuốn đi. Mà hình như là con nghe nói là bánh cuốn ở đây là mình có nước mà mình chấm vô hả cô? Đấy, có nước chấm, nước canh chấm. Nước canh chấm. Tại vì nếu mà ở lúc mà bữa hổm xong hãy đi ở Tam Đảo xong hãy đã thấy là bánh cuốn có nước sốt để mình chấm vào giống như nước súp vậy đó. Đấy. Đây, bánh đây chấm bằng nước. Có ai chấm bằng nước ấy cũng được, nước mắm. Nước mắm hả cô? Đấy, nước mắm. Ở đây cô sử dụng cái ống tre để mà cô gác cái cây mà gác cái cây mà đỡ phải dính đấy.
Ờ, đỡ mà dính cái ở trong đó cô có để dầu gì không cô? Không, không để dầu đâu, nước ấy thôi, nước bình thường thôi hả cô? Nước bình thường thôi, nó để đỡ phải dính cái này, dính vậy cho con một dĩa nha cô nha. Còn bên đây là một cái nồi súp xương, xương heo. Xương. Đó. Xương heo, xương này là bao nhiêu? Xương ống. Xương ống hả cô? Ừ. Đó nha. Cũng là thấy là xương to đùng. Nhìn thấy hấp dẫn lắm luôn á. Còn cái nồi kia là nồi để nhúng bát cho nóng. Là ở trên này là xong phải thấy là thường là tô chén bát rồi rất là vệ sinh nha. Phải trụng qua một trần qua một cái nước sôi để mà vệ sinh tô chén. Đó. Thấy cũng đặc biệt. đây để xong hãy cho xem. Cái này là con này là trong chả để ăn bún. Ăn bún hả cô hả? Chắc xong hãy nghĩ là xong hãy phải kêu hai phần quá. Một phần bánh bánh cuốn và một phần bún chả quá. Tại vì bún chả có hai món. Nên là kêu hai món để ăn cho nó đủ món. Chứ con một tô bún chả luôn nha con nha. Bây giờ thì xong hãy sẽ lựa chọn một cái điểm để mà mình ngồi mình ăn. Còn cái giò kia là ăn với bánh cuốn. Cái giò này này. Cái giò. Cái đó cái... là cái chả của cô hả? Phải không? Cái giò. Cô cắt cho con một cái đi. Đó, này con cắt. Để. Đây, cái này ăn với bánh cuốn này. Lá này lá dong hả cô? Lá dong. Đấy. Cái này còn gọi là chả quế, giống như chả quế vậy đó cả nhà. Đấy. Lấy cho con cho con hai cuốn hai cái đi. Cái này cô bán sao? 5.000 một cái. 5.000 một cái. Giá cũng rất là mình văn cả nhà. Cái này một hồi mình để riêng vô hay mình để chung luôn hay là để vào nước chấm đấy ăn với bánh cuốn. Đi cho con lấy hai cái này nha. Rồi con giờ cho con mì giò á, thảo nếp xiên ở đây gọi là giò. Chải gọi là do giúp bài có bằng lá dong. Còn ở quê sông Hỷ thì cũng là chả nhưng mà gọi là chả quế gói bằng lá chuối đó. Con để đây nha. Bây giờ thì sông Hỷ sẽ lựa một cái chỗ để mà mình ngồi, chắc sông Hỷ nghỉ ngồi cái view trong này cho nó độc lạ. Giống như một cái nhà, đây là một cái nhà sàn của bà con ở. Cô bán này lâu chưa cô? Mấy năm hả cô hả? Nghề này là cô tự học luôn hả? Ăn chả này nữa. Cho con một tô đầy đủ.
thôi cô. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô. Ừ. Xin chào cả nhà nha. Thì ở đây cô có bán hai món, đó là bún chả nè, bánh cuốn nè. À, bánh cuốn như vậy thì một cái như vậy thì 2.000. Thì Song Hỷ gọi là 8 cái. Đó, 8 cái như vậy nè, đó là 8.000. Ủa? 16.000. Lộn. Còn cái tô này là cái tô nước, nó gọi là nước chấm, nhưng mà trong Song Hỷ nếu mà nước như vậy gọi là nước súp. Đó, để mà mình chấm ăn với bánh cuốn. Đây là có chả nè, có thịt nè, đó. Thịt này thì gọi là thịt nướng giống như bún chả Hà Nội vậy đó. Nhưng mà nước ở đây cô nấu là nước súp xương nha cả nhà. Hồi nãy Song Hỷ có chia sẻ. Còn này là tô bún chả. Đó, đây bún chả nha. À, cái sợi bún ở đây cũng rất là nhỏ gọn nha. Đó. Đó. Mời cả nhà nha. Song Hỷ cũng đang tò mò không biết cái vị nước súp này có giống như ở bún chả Hà Nội không, tại vì hôm gài thèm bún chả Hà Nội dữ lắm luôn mà, nhưng mà chưa có dịp để mà mình đi vô trong đó mình ăn bún chả Obama ngon lắm, ăn hoài nghiện luôn á. À, ở đây thì cô nấu theo cái vị giống như là nước súp xương bình thường vậy đó. À, còn mà bún chả Hà Nội nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt của bún, của nước súp. Thì cái này thì Song Hỷ nghĩ giống như là một cái loại bún mì hủ tiếu bình thường, nhưng mà thay vào đó thì sẽ có bún rồi có thịt bằm. Thịt bằm này thì sẽ nướng lên đó. Đó, bầm ra xong rồi nướng lên. Chắc Song Hỷ nghĩ là những cái điểm Hà Giang như thế này thì bún chả sẽ giống như vậy thôi. Tại vì mỗi điểm là mỗi loại bún chả khác nhau. Mời cả nhà nha. Nước súp rất là vừa ăn cả nhà ơi. Hình như đa số là ở trên này là cũng không có sử dụng đường. Chỗ này sao tới? À, thịt rất là thơm. Khi mà mình nhai vào ấy, có vừa có mỡ mà vừa có nạc. Khi mà mình cắn vào rất là vừa ăn mà nó thơm lắm. Ở phía ngoài có nướng lên. Thật sự là nếu mà mình ở địa phương, mình dân địa phương thì mình biết điểm mình mới ăn. Còn nhiều khi mà mình đi du lịch này kia, đôi khi gần gần thì biết, chứ mà xa quá là không biết đường mà đi. Nhưng mời cả nhà nha. Một tô như vậy 20.000. Có giá 20.000. Ủa quên. Cô cho con hỏi là cái tô bún chả là giá bao nhiêu tiền vậy cô? À 15.000. Vậy là xong phải hố giá. Tô bún chả 15.000. Còn cái này bánh cuốn thì một cuốn 2.000. Ủa cô, bánh cuốn là 2.000, còn nước súp là bao nhiêu cô? Cũng như hay gì con kêu một cái phần này với một phần tô súp là giá khoảng bao nhiêu á cô? Này là 10.000 hả?
À không không, ý con nó có tô súp này nè. Cái tô này là 20.000. À cả bún cả chả cả. Cả chả cả thịt luôn đúng không? Cả cả giò. Dạ. Xong thì hỏi giá chính xác của cô rồi, một cái tô này nè là bún chả là 15.000. Còn cái dĩa này là 10.000. Còn cái tô này vừa có chả mà vừa có giò là 15.000. Đó, buổi sáng có xong hỉ nha. Xong hỉ ăn nhiều là xong hỉ gọi hai món nha cho mọi người xem. Đó. Bây giờ mình ăn nha. Nói chung mình đi đâu đó mình ăn những cái món ăn như thế này, em phải thấy á, cái khẩu vị của mình lúc nào cũng thấy là ăn cũng rất là vừa ăn, không phải là mình kén ăn quá đâu. Nói thì mọi người nói là nếu mà ở miền Tây ăn ngọt quá mà đi ra đây thì nó không có đường thì sao mà ăn được. Nói không, em dễ nuôi lắm, món nào em ăn cũng được hết trơn á. Phần này rồi, gãy đây đi, chút xíu ăn tiếp. Bánh cuốn ở trong Nam á, thì bánh cuốn là sẽ bán theo phần, một hộp là một dĩa chứ không bán theo cuốn như vậy đâu. Thường á tại vô quán nó kêu cho mình dĩa bánh cuốn là mọi người sẽ đem ra là một cái dĩa bánh cuốn như một cái phần này là giá bao nhiêu đó. Ví dụ như là một phần một dĩa là 35.000 là sẽ gồm luôn là bánh cuốn bao nhiêu cái như một tô súp như thế này đó, như vậy. Còn ở đây là sẽ bán lẻ theo món, tô riêng, tô súp là riêng, còn bánh chả là bánh cuốn là riêng nữa đó. Có tỏi phi, hành phi nè, hành phi rất là ngon, nhìn hấp dẫn nè. Một là mình ăn chung với nước súp, hai là mình ăn chung với nước mắm. Mà nếu mưa nước mắm thì xong hãy nghĩ là nước mắm mặn nên là xong hãy chắc không ăn đâu, mình ăn với nước súp đi. Đó, sáng sớm mà làm biến ăn nước mắm lắm. Hôm gà ăn phở, ăn mì gà, phở bò. Ngán. Bữa nay ăn món mới. Hình như là nghe thấy là cô nếu mà bánh cuốn như vậy là mình để vô bánh cuốn luôn hay là mình chấm vô mình ăn cô? Chấm bánh cuốn. Dần. Vậy là mình ăn miếng nào mình chấm miếng đó. À con hiểu rồi. Tại vì lạ nên là xong hãy hỏi. Chắc cô cũng nói trong bụng nhỏ này ăn gì mà nó hỏi hoài. Mình đi mình không biết, mình hỏi thấy lạ, mình hỏi tại thấy là chú kia chú để vô cái tô luôn chú ăn. Nên là xong hãy tưởng là ăn trong tô vậy. Nhưng mà mình chấm như vậy nha. Giống như nước mắm vậy đó, thay vì nước mắm mà cái này là nước dùng, nước sốt. Cái bạn cái vỏ bánh, cái bánh cuốn á được xay từ bột gạo tẻ. Gạo tẻ nha. Nó rất là mềm nè. Nó thơm. Mà nó có độ dẻo dẻo nhẹ. Ở phía trong á là có nấm mộc nhĩ. Còn ở quê xong hãy gọi là nấm mèo. Làm rất là thơm, cô xào nhân lên ăn rất là thơm. Khi mình chấm vô đây ăn nó cũng là lạ. Cũng lạ miệng á. Bây giờ mình đi vô quán nào mà thấy bún chả. Bún chả nha. Nhưng mà không biết là phải hỏi kỹ bún chả Hà Nội hay là bún chả ở đâu đó, thì tại vì mỗi điểm khác nhau, mỗi loại bún chả là khác nhau. Còn cái này bánh cuốn thì bánh cuốn này thì cũng không thấy, cũng thấy cũng hơi lạ. Ở Tam Đảo là bữa hổm bánh cuốn là cũng lạ nha, là cũng có nước súp rồi thêm có cái cà rốt rồi đu đủ, nói chung là giống như cái tô mà bún chả ở Hà Nội luôn. Còn này là giò cho một cây 5.000. 5.000 một cây nha. Cái tô này là 2 cây.
Nhưng mà bên kia nữa nè. Đó, hai tô. Bên kia chưa hết mớ. Thay nhiều quá. Mời cả nhà ăn giò nha. Giò quấn bằng lá dâm. Ở trong Nam thì quấn bằng lá chuối. Nói chung cũng cái giò này rất là ngon đó nha. Thấy là ngon. Giống thịt ở cái mùi vị mà trong Hỷ thường mua ở hay gì á. Mình ở Nam nhưng mà mình vẫn muốn ăn những cái món đặc sản ở ngoài Bắc. Thì đôi khi thì Sông Hỷ cũng order hoặc là mua từ trên mạng về. Thì cái tô này cũng giống thịt cái bún chả gì đó. Nên là cũng có cái này gọi là chả nha. Ở phía trên này thì sẽ có là ngò gai này, rồi hành lá nè. Đó, như vậy. Tỏi phi. Thơm lắm. Cô rải nhiều hành phi á, nhìn hấp dẫn á. Chỗ này thì Sông Hỷ ăn thì cũng gần cái chỗ mà Sông Hỷ đang ở homestay á, Mai Sơn. Cũng gần gần chợ Cua Hành á. Nên là cũng rất là tiện lợi để mình đi qua lại mình ăn. Lần sau nếu mà có đi xuyên Việt thì Sông Hỷ cũng sẽ quay trở lại. Nếu mà cô còn bán thì Sông Hỷ sẽ quay trở lại mà, nhưng mà chưa biết là khi nào mà Sông Hỷ sẽ quay lại nha. Và bây giờ thì Sông Hỷ cũng tranh thủ để ăn. Còn đi chung với mấy anh chị du lạng nữa, du bản nữa. Thì nếu mà chắc vô bản thì Sông Hỷ chỉ chia sẻ là hậu trường thôi, nên là cũng không có nhiều cảnh mà giống như mình quay như thế này. Tại vì nếu mà muốn quay riêng lẻ là Sông Hỷ là phải quay buổi sáng, sáng là phải sớm mới quay được rõ và trọn vẹn hơn. Còn sau đó thì Sông Hỷ sẽ quay trên các kênh lớn, thì Sông Hỷ sẽ theo là học để biết thôi, biết để mình áp dụng vào cho mình thôi. Nên là đôi khi những cái video mà quay đã mọi người đã quay rồi thì Sông Hỷ sẽ tránh trùng lặp lại. Để sao? Tại vì mình khán giả yêu thương Sông Hỷ cũng theo dõi và cày view cho Sông Hỷ suốt luôn, nên là Sông Hỷ cũng không có muốn là mọi người bỏ ra thời gian rồi xem những cái nội dung quá trùng thì cũng hơi buồn. Nên là Sông Hỷ cũng cố gắng hết sức để mà chia sẻ cho nó khác biệt nhiều hơn. Hy vọng là sẽ cả nhà sẽ luôn đồng hành với Sông Hỷ nha. Bây giờ thì Sông Hỷ sẽ tranh thủ ăn. Người đồ về chưa? Alo. Chưa gửi đồ à? Nếu mà các bạn tìm Zalo thì cứ tìm đúng cái số điện thoại của anh em mình, thì nó sẽ dễ.
Nếu mà các bác lên Sapa nhà hàng sau thì ghi muốn mua loại rượu này sẵn mà không được cần phải chờ đợi nâng những cái hàng kia thì các bác có thể alo cho Hải vào số 0974686389 nhé. Anh em mình gặp video rất là nhiều, bảo các bác khán giả hãy lưu ý đặt hàng đặt đúng số điện thoại của anh em mình, nếu không ấy các bác mà mua mà dễ bị cái thang sắp nước uống được, và thang nước là mình ngâm rượu, thang này là nếu mà mua cái thang thì gọi vào số máy nào, số điện thoại là 0969 466 357 0932 242 566. Con bé này cũng ghê. Nó đã tiếng với lại bé này chưa nào cậu đấy hả anh, hay là mình đem đi xin việc, mình đem theo một can như thế này, mình vừa đi mình vừa đây mà đây đây đây, đây đang mang can này đi đây, có hai xe là nhưng mà phải nói là cái nước đó là cực kỳ thơm luôn. Đó. Ví dụ như ở ngoài Sapa thì mọi người có thể là đặt hàng thông qua anh Hải, còn ở trong khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể là liên hệ với Phan Diễm là 0981128578 nha. Phải nói là bình thường thì ví dụ như trước đây thì hay có cái gói để ngâm, như là cái gói bình thường là 850.000 và khách mình thì cực kỳ thích là cái gói 1.900.000 gói đặc biệt, nhưng mà hôm nay thì ai mà gọi là không có thời gian để ngâm ấy thì mọi người có thể là mua cái loại rượu mà ngâm sẵn thế này 2-3 năm rồi. Mà khách của Phan Diễm là thường xuyên có các gói đặc biệt các chị mua cho chồng. Nhà anh thế toàn các chị thôi, không hiểu sao nhà anh kiểu ngại đến mua ấy, nhưng mà có vấn đề gì đâu, cái này rượu tốt cho sức khỏe mà, mình thì yếu thì mình cứ nói mình yếu thôi. Nhưng mà các chị đấy mua là về kiểu em nói cho anh thì là phục vụ em luôn mà. Không, nhưng mà ngoài cái về vấn đề sinh lý ra thì nó vẫn còn nhiều cái tác dụng khác nữa mà, đúng không anh? Ngoài sinh lý ra thì nó bồi bổ sức khỏe này, giúp cho lưng gối khỏe mạnh hơn. Thì khi lưng gối khỏe rồi thì khi hoạt động cái nghĩa là lưng gối mà nó khỏe vâng thì là đúng không phải này. Có những chung ở đầu ngoài cửa, bởi vì đầu tiên là mình phải lấy dược liệu và lấy nguyên liệu vào trong này, thì sau đó thì từ trong dần dần ra đến cửa hàng, thế thì nó cứ theo cấp số nhân ấy, thì rượu thì nấu bằng hoàn toàn men lá nên là quá trình ủ nấu nó mất thời gian lắm, nên là khi mình để cái đủ cái số lượng rượu 18.000 lít thì nó mất tầm 2-3 năm mới hết được. Cứ xoay vòng luôn và xoay vòng. Nhanh tay lên em. Mà cái một trong những cái điều kiện mà Diễm cực kỳ thích khi mà rượu ngâm ở trong này là nằm ở bên trong cái hang đá, nghĩa là mùa hè thì rất là mát mẻ, nhưng mà mùa đông thì chắc có lạnh không anh? Rất là lạnh. Lạnh luôn. Lạnh. Nhưng mà khi mà mình uống cái rượu trong này cảm giác trời ơi, nó mát chảy từ cổ họng đi xuống luôn ấy. Nhưng mà anh nói với em là lần này sẽ đi chú cho anh một cái bình rượu này để đi giới thiệu sản phẩm cho các cô chú khắp đất nước Việt Nam mà đang hành trình xuyên Việt ấy. Thì lần này đi là mình không dám đi một mình các bạn. Mình đưa là mình đi rượu cái loại rượu này mà cứ đứng cạnh hành yến rồi hẳn ngay. Nhưng mà cái loại này chắc là ngâm từ loại rượu đặc biệt anh ha. Ngâm từ rượu men là tuyển chọn nha. Lấy khói, ao này có nhiều đấy.
là cải đi. Mua ăn được cải cái tốt này lãi mà. Cái này, ăn cái này. Cũng phải cải đi, mà nói hấp nó phải được cải. Có bốn miếng. Có tấm này đi. Đúng tấm này là chúng tôi phải. Nó bát trong sữa này bố. Lâu nó, lâu nó kén, lâu nó. Tải mất. Tải mất cái này. Tại vì người ta thuốc cái này lại mất lại đi. Cái này không phải mất. Mẹ mới chống mất. Tao tải vào thủ kia mà bắt mắt không vậy. Thì lo đi kể đâu. Cái này thì tao lắm. Mà ai? Mà dùng bảo phần lừa ra dùng lấn á. Ôi này phải hạ cấn. Mình đi đâu? Cái này đưa nắp nó mới đâu chị ạ, đưa ạ. Cái ổn nữa, cái này ớt. Bốn. Cái này là cái lưu này như con bạc hướng chảy ra ấy. Có lo, cứ tải tải rắp luôn. Anh ta bắt bắt nó coi xử lưỡi, cứ tải đấy. Ừ, đưa nó mà bắt năng, ở nhà chê nó phải. Thế, cho chúng ta. Thôi lấy cái mặt của mình. 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 Thôi ê nó mày lại giờ đi rồi. Mày được thì được phát đầu lộ. Đừng có xả. Mày sáng anh ấy chết. Được phát đầu lộ. Bơi chảy ra bơ được á. Cú này mới hạ cấn. Đứng thử này. Rồi, đứng đâu rồi. Ôi, bơi. Bây giờ tao bơi lại giờ ngu nha. Cứ nhận đây được á. Đưa cái mày đi. Con đưa nữa, con thành lên cho nghe đấy. Đá phía xong nha. Cái ao mới bé mà nhìn cá to. Chưa có chưa hiếm cho to. Để xem một cái phát nữa, tôi không phải. Đấy. Lâm mục nè, khách khó lắm. Nhiều cá phết ấy, ông không có chịu ăn đâu. Ra ngoài đấy là tay đấy được con đấy cũng được rồi cái cân thế nào có thể khó đấy đầu rồi ui 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 Ai, nó à, có một con mà còn lên lên cây ấy. Từ từ lắng à, mấy khẩu con mấy khẩu con quay ra đi. Vượt qua lại nó vượt áo vượt lên rồi. Vượt sóc rồi. Mày mày. Thôi vậy. Ừ, là mới lấy mất rồi. Chỉ xóa ui. Có cái rớt rồi. Không bị lái nổ. Ra nó nắng xuyến không tự. Nắng xuyến nắng xuyến. Mấy nó tập hồn lưới theo năm nó. Ừ. Tôi kêu luôn, tôi cũng mà.
sắp được đi. Nào. Ủa mình đi mờ dữ dữ. Làm khép ấy à. Ủa mà tới chỗ này đẹp á, đòi mấy. Đòi xin mấy, tôi mới cãi mà. Đây là ớt đấy, tỉnh đấy, nhớ đấy, cảm ơn đi, tôi quên đấy. Ui, ta khẩu, quay về nha. Để ra, để vào, mẹ khốn lắm. Con này cái tổ. Nhìn ra chưa? Mất quỷ mấy. Không mà, con khuôn này nó chơi mất. Mệt, con khẩu nó khắc. Ui, khoai 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 kìa. Lấy đi. Lấy, làm một. Ôi, đắp bữa đưa lên quá nè. Bữa đưa lên có phu được không? Ố con gò. Ui, bữa đây. Đắp nó dặm không? Ui, con này. Quay, đắp bữa đây lắm. Ui, ok, ok. Ôi, xong rồi. Xong rồi. Kéo tử bây. Ô, để. Đưa nước mong cái này. Đắp bữa cải nhá. Đưa đây, đắp bữa. Đưa đây. Ôi, đưa đây. Con này là được lấy. Con này mới có. Đi vào ấy. Đi. Ừ, cậu cứ lên theo cái ngõ bờ mưa. Đánh đi, con này bao nhiêu? Nào, quay phát ra. 6 cân. 6 cân. 6 cân. 5 cân rưỡi. Đi vào đấy, lối đi mày, đi vào đấy. Kia kia, cái cân kia. Đó, mà, giết mấy cái miếng. Mấy cái miếng nè. Mấy. 6 cân. Nó thiếu thiệt con này. 5 cân này nổi không á? 5 cân mới nổi ra phèo lắm á. Mới nổi đâu này, có mới nổi đấy. Nếu là ở thả này, tạc này. Cái này là 5 cân. Bạp đi mừng. Bạp cá. Bạp đi. Nổi đấy. Chưa 5 cân. Gò, mới tưởng gò. Có bị cái này cơ mà. Đấy. 5 cân, ok. 5 cân được. Thế đó, cảm ơn. 5 cân, ok. 500 một cân. Thì học thì tại đấy mai cái bắt các con này được bao nhiêu? 6 triệu hả? 6 triệu hả? Mỗi thằng này bao nhiêu sẽ được con bé bao nhiêu ạ? Cầm máy ảnh ghi mà không cầm thẻ. Ơi. Đã bao giờ lên rừng cầm máy ảnh ghi chứ không cầm thẻ chứ? Anh nhiều. Nhiều quá. Nhiều ba cái. Nhiều quá. Chưa quên con thái rau rồi. Bạn ơi, bạn có thể giúp mình cái này được không? Đây xin mở bỏ cái này. Alo, lấy cái này. Đây cái này. Cái này nữa à, cứ ơi. Dạ. Cứ giải lại em.
Đây cả nhà ơi, đây là một cái con trâu mà của bà con vùng núi nuôi để mà có thể là cái cày nè, hoặc là cũng có thể là mình nuôi giống như làm một công việc nào đó, hoặc là có nhiều gia đình sẽ nuôi và để làm thịt đó. Bây giờ thì ở đây thì gà thì mọi người nuôi cũng là để ăn thôi trong gia đình thôi. Nhưng mà không ngon quá nhờ. Bữa ăn này may quá, rất là ngon nha, thơm luôn. Thôi mình sẽ ăn cái vẩy trước này. Em mời các bác nha. Cá nào cũng nóng hổi đấy. Mời cả nhà nha. Cá thì ngon rồi đúng không? Tuyệt vời không? Em biết cái cá này là cá gì không? Cá gì ạ? Đây là cá thần. Cá bỗng. Cá thần là ở Thanh Hóa, còn ở đây người ta gọi là cá bỗng. Là cá bỗng. Nhưng mà phải nói là con cá này thật ngon á. Nó lâu làm thế cơ mà cái nơi vè vè dòng nước chảy ấy. Chắc con cá này đợi anh chị em mình nhé. Đây cho anh Dũng nè. Cảm ơn bạn Diễm nha. Đó. Mời các bạn nha. Cái này là cá hấp và xôi. Ngon đúng không? Ngon tuyệt vời. Yến với lại là hải là dùng tự nhiên nha. Hải nào đây? Cái xôi cái này á. Cái hạt xôi. Đối với những người bị viêm đại tràng mãn tính cũng rất là tốt, mà em cũng không, từ cái lúc bắt đầu bên ngành sở y tế tin tưởng em, thì quá trình chuyển giao cái đề tài xuống bên cơ sở em để mình sản xuất. Thì quá trình mình để cho những người sử dụng, thì đối với những người bệnh viêm đại tràng mãn tính ấy, từ độ tuổi 35 trở đi ấy, nó dùng rất hiệu quả, nó cũng nghĩ rằng nó kết quả tốt đến vậy. Mà nghe nói là sắp tới là chợ tình khâu vai rồi, hai em có chuẩn bị gì chưa? Em là đang bị một bộ quần áo thật là đẹp để đi chợ tình chơi. Và đặc biệt là phải liên hệ các anh đi yêu cũ từ bé đến lớn, từ mẫu giáo đến nhưng mà chị là cái nè, hơi hơi cái hơi có một cái bối rối, tại vì chị ở miền Nam. Bây giờ không biết là liên hệ người yêu cũ như thế nào để mà đi ra đây để kịp mà chợ tình khâu vai gì, tại còn có mấy ngày hả? Chị kêu gọi trên YouTube nè. Các khán giả ai mà biết người yêu cũ chị xong hỉ thì nhớ gọi ới hết nha. Nhớ là nếu mà không kịp thì cứ bay máy bay ra thẳng phi cả nhưng mà ra Hải Giang này thôi đấy. Nhưng mà em bảo này, nếu là mình không có người yêu cũ thì mình lên có thể lên đây kiếm người yêu được mà, tại vì là ở chợ Thành Khâu Vai là nơi hội tụ rất là nhiều anh chị em mà toàn thanh niên thôi. Nên là tha hồ mà nghe nói là chợ. Mình cũng hơi hồi hộp nha. Tại vì đó giờ mình cũng nghe cái vụ mà chợ Thành Khâu Vai mà chưa có từng lần nào mình được đi hết trơn á. Mà đây là cũng một cơ hội mà để bữa đó thử mình mặc đồ thử coi có ai bắt mình không. chị ơi, em thì khó khả năng lắm ấy chị. Em hai chị em là phải ngồi ở hai bên. Xách nách chị xong hỉ đưa đi như này là, không là chị xong hỉ bị kéo mất tịt thôi, em không có xong hỉ vlog, không có ai mà để nói chuyện với hai chị em đúng không, nó lại thành xong hỉ vlog vùng cao. Em biết này cũng được á. Không, như mà khán giả miền Tây lại muốn chị quay về miền Tây, tại vì đâu mà có ở Tây Bắc hoài cũng cũng đâu được, tại phải về nhưng miền Tây. Nhưng mà các bác cứ yên tâm đi, em với Ái Mí là Pơ và Ái Mí là sẽ luôn bảo vệ chị không nhỉ nè. Đây đây đây, chị thấy một cái em châu. Để chị có một bài thơ nha, chị đọc cho hai em nghe. Dạ. Nhưng mà không biết là thuộc nguyên bài không thì hên xui. Chị đọc đi. Chị đọc đi. Khoan để từ suy nghĩ. Châu ơi ta bỏ châu này, châu ra ngoài. Châu cày với ta. Của chị là như nào? Châu ơi ta bỏ châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta. Cái cày vốn thiệt nông gia, ta đây châu đấy ai mà. Ai mà gì ta? Ai mà tưng tưng. Như thế nào thì các bác comment xuống. Comment xuống chấm chấm chấm. Chiều nay thì mấy anh em là đã cho châu ăn rồi, bây giờ châu ngủ rồi. Nhưng mà đặc biệt là em sẽ kể một cái sự tích cái răng của em về châu này. Ngày xưa em bé bé mà em chơi với một đám bạn mà chúng nó em hồi đấy vừa mới mọc răng ấy, hay mặc cái răng cửa này chị. Mấy bạn em bắt đi xin châu, thế là em cầm cầm tầm một bó cỏ này, xong rồi đi xin cụ châu, xong là mình ngồi này mình xin châu ơi ta đưa cho châu ăn cỏ, xong là nhớ cho ta răng đẹp nha. Tức là mình có hai cái răng rất là to rồi này. Răng như con trâu vậy hả? Đúng rồi, đây mới là răng trâu của em này này. Chứ thường người ta người ta hay răng hoặc là người ta đụng răng thì một là dục lên nóc nhà.
cho răng nó lên. Còn nếu mà găng ở ở trên mà rụng á thì mình giục xuống đất. Cho nó ủa phải không ta? Em không, găng trên châu thì mình giục xuống đất, còn găng dưới thì mình giục lên nóc nhà. Đó, giống như là để nó mọc thẳng lên. Đúng rồi. À thế chứ mà em xin con găng con trâu, nó con răng con trâu nó bự lắm. Đây này, hai răng to to này chị. Thôi là em không xin cái răng con hổ còn dài như vậy nè. Nhìn răng em răng to. Nhưng mà bây giờ mấy chị em mình, chị cũng đang mặc áo trắng mà dọi đèn như thế này, người ta tưởng ma. Mà chiều giờ thì mấy anh em là đã có chia sẻ tại làng này rồi, thì có gì mọi người sẽ coi trên kênh của anh Hải Sapa TV nè, anh Phạm Dũng nè, để biết chi tiết rõ hơn những cái video đó. Còn Song Hỷ thì chỉ quay những cảnh mà ngao ngao mấy chị em vui vẻ này kia thôi, để mà duy trì kênh gửi đến khán giả. Tại vì nhiều khi mình không có up bài á, khán giả là hỏi tại sao mà bữa nay không có up bài, buồn quá. Đúng rồi. Đôi khi thì mình muốn quay những cái nhiều hơn và đa dạng hơn, nhưng mà thực chất đợt này là Song Hỷ đi là Song Hỷ học nhiều kinh nghiệm thôi, học kinh nghiệm để quay phim thôi, hoặc là trau dồi thêm về kiến thức của mình đó. Thực sự là thời gian đi đúng rồi, chứ đâu phải là mình muốn mà đi đâu mà mình muốn một cái video tròn vẹn thì cũng hơi khó, tại vì một ngày là phải trên bốn kênh. Thì Song Hỷ thì chỉ đi đến đây là để giao lưu thôi. Đúng rồi. Như chị Pơ đi là cũng để học hỏi, mà các anh chị là đã dạy và các khán giả là cũng góp ý cho em ý chị Pơ được hoàn thiện và tốt hơn nữa. Đúng rồi. Nên là bây giờ thì mấy anh em là sẽ là bíp trên bảng nè, Song Hỷ nè, chỉ là học hỏi và giao lưu và để mà mình có thêm nhiều kiến thức để gửi đến sau này mình có thể áp dụng vào khi mà Song Hỷ về An Giang. Còn Ái Mí giờ biết trên bảng, nếu mà về Lai Châu cũng có thể là phát huy hơn. Nếu mà khán giả của kênh Song Hỷ yêu vlog, nếu mà yêu thích Song Hỷ thì nhớ là đăng ký cho hai em biết trên bảng nha. Nhớ đăng ký ủng hộ chị Song Hỷ nha cả nhà. Còn video này thì mấy chị em sẽ tranh thủ đi về. Còn trời đã khuya rồi, 7-8 giờ tối rồi. Nên là Song Hỷ xin phép thì tạm dừng video tại đây nha. Hẹn mọi người video sau. Nít kênh cho Song Hỷ xin một lượt like và một lượt đăng ký cho cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.